tình Nguyễn mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Tiểu sử Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 sinh tại giáo xứ Mỹ Hảo, xã Chánh Hiệp nay là xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, giáo phận Phú Cường 1971 vào tiểu chủng viện Thánh Vui Xe Phú Cường. 1978 theo học chương trình đại chủng viện tại giáo phận Phú Cường. Ngày 4 tháng 4 năm 1991, thuộc phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Phú Cường do Đức cha Louis Hà Kim Danh. Từ ngày 8 tháng 5 năm 1991 đến ngày 2 tháng 12 năm 1999, phục vụ tại giáo xứ Tha La, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, phụ tá cho cha Kim Nguyễn Văn Nghị, rồi làm chính xứ sau khi cha Kim Nghị qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 1995. Từ ngày 2 tháng 12 năm 1999 đến ngày 11 tháng 7 năm 2006, du học tại Viện Công giáo Paris. 12 tháng 7 năm 2006, đặt trách ơn gọi lên mục giáo phận và phục vụ tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Đức giáo hoàng Benedicto 16 đã bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phú Cường. Ngày 29 tháng 4 năm 2011, Đức cha Ferro Trần Đình Tứ đã truyền chức giám mục cha ngài tại nhà chung giáo phận Phú Cường khẩu hiệu Ngài phải lớn lên Doan chương 3 câu 30 Ngày 30 tháng 6 năm 2012, sau khi tòa thánh chấp nhận đơn từ chức vì tuổi tác của đức cha phê -rô Trần Đình Tứ, đức cha vui xe Nguyễn Tấn Tước trở thành giám mục chánh tòa theo giáo luật và là giám mục chính tòa thứ 4 từ khi giáo phận được thành lập và là giám mục thứ năm của giáo phận. Danh sách các giám mục tại giáo phận Phú Cường một Đức cha Du Xe Nguyễn Văn Thiên 2. Đức cha Lưu Hà Kim Danh 3. Đức cha Gia Huỳnh Văn Của 4. Đức cha Phê Rô Trần Đình Tứ năm Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước